Dạ, em xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người xem một cái cây Epiphone dòng Epiphone ha mọi người. Đây, đây là một cây Epiphone. Cây này là một Epiphone là một hãng con của là Gibson nha mọi người. Gibson thì mọi người mà chơi đàn điện thì chắc biết là biết tới cái thương hiệu là Gibson này ha. Mà Epiphone này là một cái hãng hãng con sản xuất các dòng đàn giá rẻ hơn. Đấy, và hiện trạng cây đàn thì rất là đẹp ha mọi người. Đó, một cái màu xanh bớt rất là đẹp. Đó, ngựa này, cúp này, còn rất là sáng bóng ha. Thì dĩ nhiên thì đàn cũ nó sẽ có một vài cái vết chày rồi, nhưng mà hiện trạng cây này thì mặt tớp rất là đẹp, mặt tớp không có chày ha mọi người, mặt tớp không có chày. Mặt lưng, mặt hông này, bên hông bên này thì có chày rất là ít ha. Mặt lưng thì có chày ha. Đây, nhìn xa như vậy thì không thấy chày, mà em sẽ để gần lại đây, mọi người sẽ thấy những cái vết chày nhỏ này ha. Đây vết chày ở đây ha, một vết nè, đây nữa ha. Rồi, khóa khóa là khóa Rover nha mọi người, khóa rất là xịn. Khóa Rover này rất là xịn. Và phím phím thì cây này phím không có mòn ha, phím rất là đẹp. Đây, phím này em chưa vệ sinh, nếu em vệ sinh lên nữa thì nó sẽ sáng bóng luôn. Đó, inlay nè, inlay rất là đẹp ha, rất là chuẩn với một cây Lepo ha. Đó, cấu hình thì là hai chiếc không bách cơ. Đó, bốn nút thì hai nút này là hai cái nút volume nè mọi người, hai này là hai cái tone ha. Rồi thì cái lipo này nó cho mình được một cái sound tiếng rất là ấm, dày và bắt phơ ha mọi người. Mọi người có sử dụng phơ là tiếng phơ, tiếng ghen nó rất là dày ha. Mọi người chơi nhạc nặng rất là êm, còn nếu mà điểm hát thì cây này nó cho mọi người một cái sound tiếng là dày ấm, rất là ấm, nó sẽ không có được len keng như là Fender đâu ha mọi người, tiếng nó sẽ dày hơn. À, rất là đẹp ha. Rồi, cây này, cây Epiphone thì em sẽ bán với giá là 6 triệu nha mọi người. 6 triệu em tặng kèm bao đàn, dây đeo và phím. Đó, shop em thì ở Cần Thơ ha. Mọi người ở gần Cần Thơ thì có thể đến shop xem đàn trực tiếp. Nếu mọi người ở Cần Thơ thì có thể tới shop xem trực tiếp đàn ha. Còn nếu ở xa thì em có hỗ trợ qua Zalo hoặc là số điện thoại em cứ để trên góc màn hình nha mọi người. Rồi, thì còn hình thức mua hàng, hình thức mua bán thì mọi người cọc trước giúp em 500 nghìn ha, em sẽ ship code phần còn lại. Đó, số tiền còn lại thì khi mọi người nhận đàn mà thì mọi người sẽ thanh toán cho người giao luôn. Rồi, sau đây thì em sẽ mời mọi người nghe nghe thử chất âm của cây này.